Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Trước kỳ thi quan trọng này, trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Yên đã tập trung ôn tập cho học sinh khối lớp 12. Tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trường Trung học phổ thông số 1 Bảo Yên có 300 học sinh. Ngoài tư vấn về quy chế thi, định hướng đăng ký chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực sở trường của học sinh, nhà trường đặc biệt chú trọng củng cố kiến thức từng môn học, tổ chức các đợt thi thử để học sinh làm quen với đề thi, tập huấn kỹ năng làm bài thi, đặc biệt là kỹ năng làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm. Từ đầu năm học đến nay, trường đã tổ chức được 3 đợt thi thử cho các em khối lớp 12. Dựa trên kết quả thi thử, nhà trường đã chia nhóm học sinh theo năng lực để phân giáo viên giảng dạy hợp lý. Sự ôn tập cho các em học sinh, chúng tôi tổ chức phân hóa nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập cho nó phù hợp và sát với từng đối tượng học sinh. Thứ hai là chúng tôi cũng định hướng cho các em lựa chọn những cái tổ hợp ngoài 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và ngoại ngữ, thì các em sẽ căn cứ vào cái năng lực của mình để lựa chọn những cái tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc là khoa học xã hội để ôn tập, tổ chức cái việc thi thử với mục đích là rèn cho các em những cái kỹ năng, những cái phương pháp làm bài. Và qua những cái đợt thi thử này, thì qua 3 cái lần thi thử thì chúng tôi đã phân tích đánh giá để có những cái điều chỉnh kịp thời trong quá trình tổ chức ôn tập. Em Vi Trọng Nghĩa, lớp 12A1, đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Đến thời điểm này, ngoài việc học ôn luyện trên lớp, em đã xây dựng kế hoạch học tập tại nhà, tham gia các tiết học online để tự củng cố kiến thức cơ bản và thử sức với những đề thi nâng cao. Em đã tích hợp việc học tập nghe thầy cô giảng ở trên lớp với việc học thêm ở các nơi mà các thầy cô luyện thi và kết hợp với việc học tập online qua mạng tại nhà. Thời điểm này, công tác ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đang được trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Yên tăng tốc. Ngoài tăng tiết, phân chia học sinh theo nhóm trình độ học lực để dạy ôn tập môn thi bắt buộc, tập trung thời gian cho các môn thi tổ hợp. Học sinh khối 12 còn chia sẻ ngân hàng đề thi lẫn câu hỏi trắc nghiệm để làm quen thực tập kỹ năng. Tập trung vào các đề thi thử của các thầy cô giáo, luyện đề của các thầy cô giáo trên lớp. Sau đó thì về nhà thì mình sẽ xem lại các đề đó và sẽ lên mạng tra cứu thêm các đề để tìm hiểu và học thêm các đề trên mạng. Và ngoài ra thì những giờ mà giải lao thì mình có thể mang lại các tài liệu ra để mình đọc thêm để mình biết thêm nhiều kiến thức ạ. Với sự chuẩn bị sớm chu đáo về tinh thần cũng như công tác ôn tập, hy vọng rằng kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, các sĩ tử trường Trung học phổ thông số 1 huyện Bảo Yên tiếp tục ghi dấu ấn với số điểm và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao.